Riot sẽ xóa hiệu ứng trụ ngã trong ARAM ở bản 13.5. Trong mùa giải năm nay, đội ngũ thiết kế đã tập trung khá nhiều vào chế độ ARAM và đưa ra nhiều thay đổi. Theo đó, không chỉ cơ chế và sức mạnh các tướng được điều chỉnh, mà chính bản đồ vực gió hú cũng khác đi khá nhiều. Một trong những thay đổi đáng chú ý đó là việc xuất hiện địa hình trụ ngã. Trụ giờ sẽ biến thành địa hình không thể đi qua sau khi bị phá hủy, qua đó tạo nên vùng chắn khoảng 50% đường đi của khu vực đó. Mục đích của Riot là giúp các pha combat tại tàn tích trụ trở nên đột biến hơn, qua đó giúp người chơi có trải nghiệm mới. Tuy nhiên, sau một thời gian thì phần lớn người chơi yêu thích ARAM đều không hài lòng với chi tiết này. Địa hình trụ ngã chỉ mang tới lợi thế cho một số tướng nhất định, trong khi phần lớn tướng khác sẽ thấy khá vướng, đặc biệt trong một bản đồ nhỏ hẹp như vực gió hú. Trước phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng, Riot mới đây đã quyết định thay đổi. Theo Riot Maxwell, trưởng nhóm thiết kế chế độ liên minh, phần địa hình trụ ngã trong ARAM sẽ bị xóa trong update tới, có thể là 13.5 hoặc 13.6. Ban đầu, Riot nghĩ rằng cơ chế này sẽ mang tới những trải nghiệm thú vị, nhưng rõ ràng nó đã không được như mong đợi và cần bị loại bỏ. Tuy nhiên, chế độ ARAM trong mùa giải 13 vẫn có nhiều thay đổi tích cực, như việc xuất hiện cổng Hextech để ra đường nhanh hơn, giảm thời gian chờ hồi sinh, hay mới nhất là việc áp dụng thông thạo tướng trong chế độ này.